xin chào các bạn, tôi là tú phan trên trang web fan tú com. hôm nay tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn học phần mềm davinci resolve 15 lăm. thì uh, uh, tôi có video trước tôi nói với các bạn là tôi đã nhập cái uh, nhập những cái video từ bên cái phần mềm Remero, adobe Remero vào trong cái phần mềm davinci rồi davinci rồi á. thì cái trường hợp đó là cái trường hợp dễ, trường hợp đầu tiên là dễ, nó nghĩa là khách hàng đưa cho bạn là bao gồm cái file uh, cái file xml luôn và những cái footage luôn, nghĩa là những cái video clip nó tách rời nhau luôn. Nó trường hợp dễ còn trường hợp mà khách hàng nào mà nó, nó vô tình thôi hay là người ta người ta đưa bạn chỉ duy nhất một cái file một cái file mới có nghĩa là chỉ, chỉ duy nhất một cái video clip thôi là một video clip nó bao gồm tổng hết những cái video clip mà cái người kia người ta đã chỉnh sửa thì làm sao có nghĩa là giả sử gì là tôi đang mở phần mềm adobe Premiere ha sau đó tôi sẽ chèn vào trong cái xí quanh tôi là một hai ba bốn năm tôi sẽ chèn vào đây năm cái đoạn video clip rồi mà thấy chưa sau đó tôi thực hiện cái việc là render tôi thực hiện cái việc render này export nè xuất ra một cái clip tổng của năm cái clip đó sau khi tôi thực hiện xong cái việc mà cắt ghép chỉnh sửa rồi á tôi nhấn export xuất ra thì khi đó tôi xuất ra được một cái clip tổng như thế này đây clip tổng nè video clip tổng này bao gồm là năm video clip mà tôi vừa nói các bạn đó thấy chưa nó sẽ gồm năm cái clip đó rồi thì khách hàng khi mà khách hàng đưa cho bạn mà để yêu cầu chỉnh sửa màu á thì chỉ đưa cho bạn một cái clip này thôi nè tôi nhập vô đây luôn nè tôi mở cái media nè media pool nè tôi chọn cái cái clip đó đây nè thì khách hàng chỉ đưa bạn duy nhất một cái clip này thôi bao gồm năm cái clip tổng mà khách hàng đã chỉnh sửa rồi nhiệm vụ chúng ta là giờ chúng ta phải chỉnh sửa uh, à, chỉnh sửa màu sắc cho cái clip tổng này sau đó là gửi ngược lại cho khách hàng đó đơn giản như thôi nhưng mà thực tế nó đơn giản thôi thực tế là không đơn giản đâu ha tại vì khi bạn mà bạn chèn cái này vào trong đây mà bạn qua bên đây bạn chỉnh sửa cái tổng này á thì nó rất là mất thời gian tại vì bạn phải cắt ra rồi bạn phải cắt từng khúc ra tại vì không thôi bạn chỉnh màu á bạn chỉnh màu cho cái 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 khúc này thì nó lại ảnh hưởng màu của cái đoạn khác ha rất làm gì rất mất thời gian mà thực tế á thực tế là không phải là một cái đoạn clip này bao gồm năm cái khúc nó cắt ra đâu nhiều khi là một cái đoạn clip chỉ khoảng ba uh, bốn phút thôi mà nhiều khi người ta cắt ghép cả 200 200 đoạn ha hơn 200 đoạn là chuyện bình thường nếu bạn làm thủ công thì chắc mệt xỉu luôn á thì nên chúng ta sẽ không làm vậy à, nên chúng ta sẽ làm như thế này nè chúng ta sẽ làm như thế này nè bạn sẽ vào trong cái quay lại đây quay lại cái uh, đây cái nguyên liệu đầu vào của bạn nè cái video tổng mà người cái khách hàng đưa cho bạn nè thì bạn lấy chuột phải lên cái video này ha video tổng mà bao gồm nhiều cái đoạn clip bên trong á thì bạn sẽ kiếm cho tôi ghi cái chữ là skin cut detection ha nhìn kỹ chữ này ha skin cut detection nghĩa là cắt cái cảnh ra rồi chọn dòng này dùm tôi ha sau khi chọn xong á thì um, à, do cái view trước do cái cái trước khi hướng dẫn bạn thì tôi đã tôi làm demo thử rồi nên nó sẽ lưu lại cái cũ thì khi bạn vừa đích xong thì nó sẽ hiện ra cái hộp thoại là skin detect này này đó thì sau khi thực hiện xong bạn 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 chỉ việc đơn giản là bạn cứ để cái cái thanh trượt ở đầu cái đoạn clip bạn sau đó chỉ đơn giản bạn nhắn cho tôi cái chữ dòng này auto skin detect chỉ đơn giản nhắn cái này thôi rồi sau đó máy tính các bạn nó sẽ, sẽ tự động chạy chạy auto luôn tự động luôn đó. sau khi nó chạy xong rồi thì tôi sẽ nói các bạn tiếp rất là dễ rất là nhanh máy tính làm à rồi sau khi nó chạy xong như thế này rồi thì tùy thuộc vô cái đoạn clip bạn có nhiều khúc cắt máy tính bạn có hình nhanh chậm rồi thì nó sẽ cắt ra được những cái đoạn màu xanh dưa xanh lá cây gạch xuống như thế này là gì thật ra máy tính nó sẽ dựa trên cái sự mà chuyển cảnh nhanh giữa hai màu sắc nên nó sẽ phân ra từng cảnh À, phần mềm phần mềm nó sẽ hiểu như vậy nghĩa là nó nghĩa là giả sử như khi mà tới một cái đoạn này nè đang ở cái màu sắc đó mà tự nhiên nó chỉ chuyển đột ngột qua cái màu sắc khác thấy chưa từ cái cảnh này nè qua cảnh khác thì cái phần mềm nó sẽ hiểu đó là chuyển sang một cái cảnh mới ha nó thì tự động nó sẽ cắt cái phần đó thấy chưa những cái chỗ cắt là những chỗ màu xanh lá cây vậy, sọc xuống nhưng mà máy tính thì nhiều khi nó cũng không được đúng nó sẽ bị sai sẽ lệch một số một số chỗ gì đó thì chúng ta sẽ thực hiện cái việc là chỉnh sửa lại ha tự chúng ta kiểm tra lại thì bạn sẽ thấy đầu tiên nè tôi dẫn các bạn là bạn nhìn kỹ ở trên đây nó sẽ có cái một cái lần ranh màu tím trên ngang, ngang trên màn hình bạn là tôi đang cầm rơi xuống nè thì cái này là cái gì cái này chính là cái ngưỡng cái ngưỡng cho bạn biết là cái 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 sự mà khác biệt màu á nó nhiều hay là ít nếu như trường hợp mà cái cái bạn kéo cái này lên trên cao như thế này á thì cái cái sự khác biệt màu nó là nhiều chỉ sự khác biệt màu rất là nhiều thì nó mới chuyển từ cảnh này qua cảnh kia còn nếu cái ngưỡng này bạn kéo xuống thì là thấp như thế này tương ứng với cái ngữ đó thì bên tay phải chỗ này nè chỗ chỗ chuột tôi nè trường hợp nó chưa xuất hiện cái bảng này thì bạn click vô cái 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 ba chấm này ba gạch những cái gạch này cho xuất hiện cái bảng thì tương ứng với những cái cái những cái gạch ngang từ số tự từ không nè tới số 7 nè thì skin chính là mỗi cảnh ha có 7 cảnh đây là số không khung hình số tự khung hình đó frame á bao nhiêu khung hình đây là cái thời gian thấy chưa thời gian rồi thì theo theo cái phần mềm nó đã phân tích được là ở đây nó sẽ có 7 cảnh thì nó không được đúng ha tại vì chúng ta chỉ có 5 cái cảnh thôi 5 video clip chạy nhạc thôi mà đây nó tới 7 cảnh giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại thì quay lại cái nãy tôi nói các bạn đây là cái ngưỡng màu tím nè nếu mà cái ngưỡng là bạn kéo lên cao thì khi mà có sự khác biệt màu rất là lớn giữa hai cảnh chuyển qua thì nó, mới, thì nó mới thì nó mới thì, nó mới nghĩ là một cái cảnh mới còn khi bạn kéo cái ngưỡng này xuống thiệt là thấp thấy chưa thấp tới mà những cái chỗ mà nhóm nhóm đây nè những cái chỗ mà lòi lõm mới thích dưới đây nè thì khi bạn kéo cái ngưỡng nó càng thấp thì nó tới đó thì cái phần mềm nó lại tưởng là ừ cái sự mà chuyển mà đổi màu một tí đó thì cũng tính là một cảnh mới thì từ đó thì tự động đó thì bên đây nó sẽ liệt kê thêm nhiều cái cảnh khác nữa ha nhiều cái cảnh nữa rất là tào lao thấy chưa đó thì không tin thì bạn cứ kéo cái sợi tóc trượt bạn thấy nè thật ra không phải là chuyển cảnh mà do cái cái khối mà của cái cái, cái lò nướng á nó, 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 thay đổi thay đổi màu sắc nên cái phần mềm nó cứ tưởng là một cái cảnh mới thấy chưa do chúng ta phải điều chỉnh cái ngưỡng này nó hơi cao một chút thấy chưa tùy theo cái video mà chúng ta sẽ điều chỉnh cái ngưỡng này rồi do cái video này tôi cái cảnh nó hơi sạch nên nó, nó 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 nó, rất là rõ ràng à, rất rõ ràng giữa cái màu sắc giữa chuyển hai cảnh nó rất là rõ ràng thấy chưa rồi nói thì nhiều giờ tôi sẽ kiểm tra lại cho bạn xem nè rồi đầu tiên thì tôi chuyển bằng cách là tôi list vô từng cảnh đây thì trên màn hình các bạn nó sẽ xuất hiện ba cái ba cái video mà nhìn kỹ ha ba cái view clip ba cái cái cảnh một bên tay trái nè bên tay trái ở giữa và bên tay phải thấy chưa ba cảnh thì cái này là gì cái bên tay trái là cái cảnh đầu tiên còn ở giữa là cái cảnh tiếp theo và bên tay phải là thật ra là nó bên tay phải là cái lặp lại của cái cảnh ở giữa thôi chứ không có gì ha rồi nói gì cho bạn dễ hình dung rồi bây giờ ta sẽ coi xem là đầu tiên từ số không số không thì đầu tiên đây là cái nền đen rồi bắt đầu vào cái clip ta là nền đen nó sẽ vào cái cảnh mà cô bé này ha thì cái cái là cái giữa bạn chú ý cái đầu với cái giữa thôi còn cái bên phải là thực ra nó lặp lại của cái giữa thôi chứ không có gì rồi chúng ta thấy cảnh tới rồi cảnh tới là chuyển từ cô bé này qua cô bé này nó có sự đổi màu hơn tí là màu đậm hơn một tí thì phần mềm nó hiểu làm là chuyển từ phần mềm nó hiểu làm chúng ta đã chuyển cảnh thì thực ra là chỉ là đổi cái màu sắc đó nó hơi bị tối một tí thôi rồi tiếp tục tới số 2 thấy chưa chuyển từ số 1 sang số 2 thực ra chỉ là cái màu hơi đậm một tí thôi nên cái số 1 này là dư rồi nên ta chọn cái số 1 sau đó ta nhấn cái chữ delete delete là xóa. Còn các bạn nào mà khi bạn cảm thấy cái cảnh đó là đúng mà cái máy nó máy nó không có phân tích đúng cảnh thì bạn nhấn chữ S. Khi tự động nó sẽ thêm một cái cảnh tại vị trí mà bạn vừa nhấn chữ S này nè, cái cảnh này, thấy chưa? Thì bên đây nó sẽ tự động thêm một cái cái số tự nữa là số 3. Bạn muốn xóa thì bạn nhấn chữ delete. Thấy chưa? Rồi ta làm lại ha, làm lại nó số 1 này dư nè, nhấn delete. Rồi, tiếp tục từ cái cảnh nè, từ không sang số 1. Số 1 sang số 2. Ha, à, đúng rồi ha, là từ số 0. Từ số 0 nè, là nành đen vô cái cô bé này Rồi tiếp tục Từ cô bé này vô cái cô bé này nữa là sai Số 1 này cũng dư luôn Nó tao nhấn delete Rồi Số 0 nè, từ nành đen vô cô bé này Rồi số 1 là từ cô bé áo vàng này vô cái cảnh mà cô bé áo xanh lá cây này ngồi trên bờ hồ Rồi tiếp tục Từ cái cô bé này tới cái nành đen Rồi từ, từ cô bé này tới nành đen Rồi từ cái nành đen nó qua bên đây qua bên đây qua bên cái ngôi nhà này thì cái nó hơi bị dư cái rồi Hơi bị dư cái uh, cái số 2 đây ha. Cái số số 2 nè. Cái số 2 là cái số 2 đúng ra phải từ nền đen vô cái ngôi nhà mà nó dư cái số 2 rồi thì ta sẽ xó cái số 2. Ờ uh, tiếp tục uhm, cái số 3. Xó hồi tự nhiên họ thấy thiếu thiếu nhiều quá ta. Làm từ từ lại thôi. Đây từ số 1 khâu 0 nè. Nền đen vô cái màu vàng từ màu vàng vô trong cái cô bé này số 2 là từ cái cô bé này vô trong cái nền màu này số 3 là từ cái này vào trong nướng thịt số 4 là từ nướng thịt vào trong cái hội trường này rồi giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại bằng thủ công bằng cách là chúng ta nhấn nút play cũng được bằng nhấn nút play nó phát cũng được hoặc là tôi kéo sợi tóc cho nó nhanh đã mất thời gian của chúng ta này đúng rồi ha cảnh này đúng rồi rồi cảnh này đúng luôn hai cảnh Rồi cảnh này đúng luôn ba cảnh Cảnh này đúng luôn Rồi vậy là đúng ha Cơ bản là nó sẽ làm chiêu là bốn cái lần ranh tương ứng với năm đoạn ha năm bốn cái lần gạch Đây nó chính là bốn lần gạch xuống Thì bốn lần gạch xuống tương ứng với năm đoạn 1, 2, 3, 4, 5 bốn lần gạch Đây là bốn lần gạch tương ứng với năm đoạn Sau khi bạn xác định được chính xác rồi á đây là điều chỉnh cái 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 này nó cái giãn hay cái, cái ngắn này thôi sau khi làm xong rồi bạn chỉ việc ngắn một cái nút duy nhất là add cut to media pool nghĩa là cộng cái việc mà cắt từng cái video clip này vào trong cái media pool chúng ta, rồi sau khi click xong rồi bạn thoát cái trình thoát cái trình screen cut này ra, thấy chưa? nó sẽ cộng đúng cho ta đúng năm cái video clip vào trong đây, sau đó nhiệm vụ cuối cùng là chỉ việc chèn năm cái clip này vào trong cái timeline của ta thôi, thấy chưa rất là dễ? nó chèn vào đây, ta có thể kiểm tra bên phần mềm VR coi nó đúng không? thấy chưa? nó quá dễ đúng không? thủ thuật rất là dễ nhưng mà nhiều bạn không biết cái vụ này đây là cái trường hợp khó ha trường hợp mà khách hàng hơi khó một tí đưa không có đưa cái file mà không đưa cái file mà từng cái clip tách rời mà đưa một cái file tổng đưa một cái file tổng một cái file tổng bao gồm tất cả những cái clip của người ta đã cắt sẵn rồi thấy chưa thì các bạn nào muốn kỹ nữa thì bạn sẽ lấy cái đoạn clip của người ta bằng giờ bạn so sánh clip test này ha rồi bạn nào đây bạn kiểm tra lần nữa là xem cái thời lượng có ok không Ờ à, cái test tôi mới lo giờ đâu tiêu rồi à, cái này đúng rồi đây cái test này nó bạn nào kỹ lưỡng tí thì làm như tôi, tôi tôi tôi, so sánh như cái 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 cái, cái video trước hướng dẫn các bạn đó bạn sẽ chèn một cái đoạn clip tổng người ta vào đây coi cái thời lượng hai cái nó có khớp không có có, có có giống nhau không có cái nào dài hơn hay ngắn hơn không thì bạn hãy chỉnh thêm cái phần inspector là chỉnh cái độ trong suốt cho nó mờ xuống khoảng 50 trăm gì đó ha khoảng 50 trăm gì đó để bạn kiểm tra coi hai cái này nè bạn trượt sẽ tóc nè coi nó có bị bóng mờ không bóng ma không nếu nếu xuất hiện trường hợp bóng mờ bóng ma là chúng ta đã làm sai sai một cái gì đó sai như thế này nè sẽ nó bị lệch như thế này thấy chưa thì bạn nhìn trên màn hình là sẽ xuất hiện bóng mờ bóng ma như thế đó là chúng ta đã bị sai một cái gì đó ha đó là tao nói kỹ càng thêm thôi kinh nghiệm chia sẻ bạn thêm thôi rồi giờ chúng ta đã kết xúc, thúc kết thúc được cái việc mà nhập những cái file từ bên phần mềm khác vào trong đây rồi không phải phần mềm Dreamer đâu bạn hãy nhập từ cái phần mềm Final Cut Pro hay là những cái phần mềm Avid thì đó hay là Sony Vegas thì đó nói chung là những cái phần mềm chỉnh sửa video khác từ cái hãng bên thứ ba vào trong phần mềm DaVinci này để chúng ta chỉnh sửa màu uhm, bằng hai cách nào ha. bằng hai cách rồi um, video này là kết thúc rồi thì tôi là tú phan đã hướng dẫn các bạn trên trang web là phan kim tú com hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo